Xin chào mọi người, lại là Hana Hà Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về mua nhà recon ở Việt Nam, gọi là mua nhà dự án đó, như thế nào ha. Trong những cái năm gần đây á, thì các bạn đã thấy là giá nhà của Ontario đã tăng rất là cao. Hiện giờ thì trong 2 tháng vừa rồi á, thì nó có giảm nhẹ một chút, nhưng mà về dài hạn thì mọi người vẫn dự đoán là cái nhu cầu nhà ở ở Ontario cũng sẽ còn rất là mạnh mẽ, bởi vì là một năm chính phủ sẽ cho nhập cư vào khoảng 440.000 người, mà trong đó thì khoảng 25% là sẽ vô Ontario, bởi vì Ontario là một cái tỉnh bang rất là mạnh về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa vân vân, cho nên rất là nhiều người lựa chọn Ontario để mà định cư. Có hai cái hình thức cơ bản để mà mua nhà ở Canada, đó là thứ nhất là mình có thể mua nhà resale, tức là nhà đã hiện hữu, đã qua sử dụng, hoặc là mua nhà pre-con, có nghĩa là nhà chưa có được xây dựng xong. Thì mặc dù là mua nhà resale cũng có nhiều cái lợi, nhưng mà cái chuyện là mình phải bỏ down payment ra khá lớn thì nó cũng là một cái điểm trở ngại đối với không ít người muốn có điều kiện là an cư lạc nghiệp. Như vậy thì nhà pre-construction có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình mua nhà pre-construction là mua một cái nhà mà là một cái tài sản trước khi nó được xây dựng xong. Thì nhà pre-con nó cũng có nhiều dạng, ví dụ mình có thể mua nhà pre-con biệt thự, hay là townhouse, hoặc là apartment, căn hộ. Quy trình mua nhà pre-con cơ bản là như thế nào? Quy trình mua nhà pre-con thì thường là nó sẽ có 5 giai đoạn. Thứ nhất là mình tìm hiểu và mình đăng ký worksheet để mà mua đối thẳng với cái nhà developer, hoặc là đối với real estate brokerage, là những cái công ty về môi giới chuyên nghiệp. Bước thứ hai là mình đặt cọc một cái món tiền nhỏ, và sau đó là ký hợp đồng và review hợp đồng. Tất nhiên là trước khi ký thì các bạn đều phải là coi kỹ hợp đồng. Nhưng mà có một cái điểm cần lưu ý ở đây, thì khác với nhà resale á, là nó có phong chuẩn của Hiệp hội Bất động sản. Thì cái hợp đồng của nhà pre-con là hợp đồng do developer soạn, cho nên là những điều khoản thường là sẽ có lợi đối với developer. Thì cái luật của Hiệp hội Bất động sản Ontario cho phép là khi mà chúng ta mua nhà condo pre-con thì chúng ta sẽ có một cái thời hạn gọi là cooling period, khoảng 10 ngày. Trong đó chúng ta có quyền là nhờ luật sư chúng ta xem lại hợp đồng, và nếu có những điều khoản nào bất lợi vân vân thì chúng ta có quyền là terminate cái hợp đồng này trong vòng 10 ngày mà không mất cái khoản đặt cọc mà chúng ta vừa bỏ ra đó. Tất nhiên là trong quá trình đó chúng ta có thể là thương lượng lại với developer để thay đổi những cái điều khoản đó, nhưng nếu mà chúng ta vẫn cuối cùng không hài lòng thì chúng ta vẫn có thể là terminate cái hợp đồng đó. Bước thứ ba là cái bước mà đóng tiền theo giai đoạn. Thì trong cái quá trình đóng tiền đó thường là kéo dài từ 2 năm cho đến khi nhận nhà, thì cái khoản tiền mà đóng là khoảng 20% giá trị nhà. Đối với người nước ngoài thì có thể là cái khoản tiền đóng nó sẽ cao hơn. Bước thứ tư là bước giao tạm thời, gọi là interim occupancy. Với những cái nhà mà ví dụ đặc biệt là nhà condo thì người ta sẽ hoàn thành từ dưới lên, cho nên là những nhà nào mà hoàn thành xong thì người ta sẽ giao trước, mà chưa có chuyển giao quyền sở hữu cho mình thì gọi là interim. Trong quá trình đó thì mình có thể ở hoặc là cho thuê, tất nhiên là tùy điều khoản của hợp đồng, và đổi lại thì chúng ta sẽ trả cho developer một khoản phí. Bước thứ năm là bước closing, có nghĩa là lúc đó là chuyển giao quyền sở hữu từ developer qua cho mình. Ở cái bước này thì chúng ta sẽ đóng những cái khoản thuế như là land transfer tax, development charge, levy tax, HST nếu có, hoặc là nếu mình ở nước ngoài mình cũng phải đóng là NRST, thuế dành cho người nước ngoài, khoảng 20% của Ontario. Precon có những cái ưu nhược điểm gì? Theo mình thì nó có 5 cái ưu điểm chính. Ưu điểm thứ nhất là cái vốn đóng theo giai đoạn, cho nên là mình không cần thiết phải có một cái vốn lớn 20 hoặc là 35% tại thời điểm đầu, cho nên là mình đóng từ từ nó cũng sẽ nhẹ cho mình hơn. Điểm thứ hai là cái nhà mình nhận được sẽ là nhà mới, cho nên những cái chi phí sửa chữa, bảo trì vân vân nó sẽ nhẹ hơn. Đồng thời ví dụ như nhà condo thì mình còn có cái bảo hiểm là carry on, nó có thể 1 năm, 2 năm, 7 năm tùy cái hạng mục. Điểm thứ ba là giá bán là đã được niêm yết rồi. Tất nhiên là nó cũng có ưu đãi này nọ, nhưng mà giá bán cơ bản là đã được niêm yết và chúng ta không cần phải đấu giá, cho nên là cái việc mua bán nó sẽ dễ dàng hơn. Điểm thứ tư là cái tính thụ động của nó. Nếu các bạn mua nhà resale thì khi mà giữ cái nhà đó, các bạn cũng phải nghĩ đến cái chuyện cho thuê, thì nó hơi nhức đầu đối với tenant. Nhưng mà khi mà các bạn mua nhà resale và
muốn lướt sóng hoặc là bán lúa non trước lúc mà nhận nhà thì gần như là không cần phải bảo trì, không cần phải cho thuê gì cả. Và cái ưu điểm thứ năm là chúng ta không cần đóng land transfer tax hoặc là thuế dành cho người nước ngoài nếu mà chúng ta chưa có tiến đến cái bước closing. Tuy nhiên, mua nhà pre-con cũng có những cái nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là về giá cả, thì thường cái giá cả nó sẽ mắc hơn từ 10 đến 15% so với nhà resale, tại vì là các developer sẽ tính theo cái giá mà ở thời điểm bàn giao cái nhà đấy. Và tất nhiên là có những cái thuận lợi như nhà mới hơn vân, cho nên là giá nhà của pre-con thường sẽ mắc hơn với nhà resale. Nhược điểm thứ hai là mua nhà pre-con mình sẽ không được thấy cái nhà mà mình mua, mà là một cái nhà trong tương lai. Tất nhiên là có nhà mẫu để mình xem, nhưng mà không biết là cái chất lượng cuối cùng và cái hình dáng cuối cùng nó có giống với cái tưởng tượng của mình hay không. Thì điều đó cho nên là các bạn cần phải lựa chọn những cái developer uy tín để đảm bảo cái chuyện là cái lời hứa của họ sẽ đi kèm với cái thực hiện của họ. Cái nhược điểm thứ ba là với những bạn mà cần có nhà ở ngay thì nhà về con thì thường là phải chờ đợi khoảng 3-4 năm, hoặc là có thể những cái nhà mà sắp bàn giao thì cũng ít nhất là nửa năm hoặc 1 năm đó. Thì đó về thời gian như vậy. Cái thứ tư là cái về mặt thuế á, thì nhà resale á, thì các bạn có thể mua để ở thì các bạn được miễn thuế, bởi vì là cái đó là nhà ở primary residence của mình. Còn cái nhà pre-con thì các bạn nếu mà bán trước khi mà nhận nhà vào ở thì là chắc chắn là không được miễn thuế và có thể bị gọi là thu nhập kinh doanh. Đó là cái ở cái tax bracket của mình là tính ra là cao nhất so với các loại thuế. Như vậy đối tượng thích hợp để mua nhà pre-con là gì? Đầu tiên là cho những cái nhà đầu tư, thì vì họ chỉ cần bỏ ra một cái số tiền nhỏ nhưng cái sự tăng giá của nhà đem lại khá cao thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là hiệu quả đầu tư cao. Đối tượng thứ hai là đối tượng các bạn mà chưa có nhà ở, muốn mua nhà để ở nhưng mà cái số down payment của mình không đủ lớn, mình cần có nhiều thời gian để tích góp nhiều hơn. Và cái đối tượng thứ ba là những cái bạn mà hiện giờ chưa có phải là PR nhưng đang là một permit và có một cái lộ trình là mình sẽ trở thành PR trong thời gian gần tới, thì mình cũng có thể chốt trước mua một cái căn pre-con, sau đó đến cái thời hạn mà closing thì đến thời hạn đó mình đã có PR thì mình sẽ không cần phải đóng thuế của nước ngoài trong khi mình đã chốt được cái giá. Như vậy là trên đây mình đã nói về những cái ưu điểm, nhược điểm và cái quy trình mua nhà pre-con ở Ontario. Trong cái tháng 5 và những cái tháng tới nữa thì Homelife Landmark sẽ có những cái VIP access để chúng ta có thể mua được những cái căn nhà pre-con giá tốt và những cái vị trí tốt cho chúng ta lựa chọn. Mình sẽ để ở đây cái lịch của những cái căn pre-con mà công ty mình sắp tới sẽ rao bán nha. Nếu các bạn có nhu cầu mua bán, cần hỗ trợ về pre-con cũng như resale thì các bạn có thể liên hệ với mình qua những số điện thoại hoặc là Facebook, Instagram như hình ảnh trong bài ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.